mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thân phụ cầu siêu độ. Có vị bác sĩ họ Hoàng đột nhiên mắc bệnh rất lạ. Hễ trời vừa tối là hai mắt của ông đứng tròng, không nói năng, không ngủ nghê gì, mà còn tay đấm chân đá. Nhưng trời vừa sáng thì ông trở lại bình thường. Nghe nói từ hồi phát bệnh đến giờ đã có 6 bác sĩ chuyên khoa đến khám bệnh cho ông, nhưng thấy đều bó tay hết cách. Vợ của ông cũng thử trị liệu theo khí công đương thời, nhưng bác sĩ Hoàng chẳng tin, căn bản là không chịu đi. Sau đó vợ bác sĩ Hoàng được Lý giáo sư nhiệt tâm giới thiệu, nên bà định đến cầu hòa thượng xem bệnh giùm cho. Bà Hoàng kể chồng mình ngay cả khí công cũng không tin, vì vậy e là ông không thể đến để cho hòa thượng xem cho. Ông xã bà luôn cho rằng tất cả đều là mê tín. Sau đó khi về nhà, bà Hoàng kể ra chuyện này để thăm dò ý chồng thử. Nào dè mắt bác sĩ Hoàng sáng lên, cuống quýt hỏi: "Bà nói hòa thượng đó tên gì?" Khi nghe nói đến mấy từ hòa thượng Diệu Pháp thì ông tỏ vẻ nôn nóng đến mức không thể đợi, nằng nặc đòi liên lạc với giáo sư Lý cho bằng được, còn ngỏ ý muốn bái hòa thượng làm thầy. Mấy ngày sau, tôi cùng giáo sư Lý, vợ chồng bác sĩ Hoàng lên xe đến Ngũ Đài Sơn để bái kiến hòa thượng cho kịp trước khi trời tối. Nhưng vì tôi đề nghị phải gọi điện trước nên sư phụ đã có chuẩn bị. Sư phụ hỏi bác sĩ Hoàng: "Phụ thân của ông còn hay mất?" Bà Hoàng đáp thay cho chồng: "Dạ, mất đã gần 2 năm. Sư phụ nói: "Ông có 2 người anh, nhưng phụ thân thương ông nhất." Lúc này do trời đã tối nên bác sĩ Hoàng hai mắt bắt đầu đứng tròng, một mực không nói năng chi. Bà vợ vẫn đáp thay: "Dạ sư phụ, ngài nói rất đúng. 2 người anh ở tại cố hương, còn ông xã con thì ở chốn thị thành. Từ nhỏ ba chồng con thương anh ấy nhất." Hòa thượng giải thích: "Cha của y lúc sinh tiền nghiệp sát tương đối nặng, nên sau khi chết phải thọ khổ tại ác đạo. Ông biết con trai có Phật duyên sẽ giúp giải cứu được mình, nên từng báo mộng cho y, nhưng y không tin. Vì vậy để thoát ly khổ ải, ông ta bất đắc dĩ phải áp dụng hạ sách dựa xác con để ép đó đến cửa Phật cầu cứu giúp. Các vị xem, hiện thời nhãn thần của y đã trở nên bình thường rồi phải không?" Lúc này mọi người quay sang nhìn bác sĩ Hoàng, thấy mặt ông đã trở nên hồng hào tươi tắn, đôi mắt đã linh hoạt trở lại như thường. Sư phụ lại nói tiếp: "Đợi một chút, trước tiên các vị hãy dẫn y lên chánh điện bái Phật. Hôm sau sẽ lập bài vị cầu siêu cho phụ thân y tại điện Địa Tạng Vương. Nương nhờ sức mạnh tụng kinh của chư tăng, phụ thân y sẽ ly khổ đắc lạc." Đột nhiên bác sĩ Hoàng bỗng quỳ xuống dưới chân hòa thượng, vẻ mặt kiên quyết, nài nỉ: "Sư phụ, con muốn bái ngài làm thầy, xin thầy hãy thu nhận con." Bà Hoàng nghe nói thế, mặt lộ vẻ lo lắng, căng thẳng, chẳng biết làm sao. Chỉ thấy hòa thượng mỉm cười bảo: "Được rồi, con hãy làm đệ tử tại gia của Phật môn." Khi tôi hướng bà Hoàng giải thích đệ tử tại gia là thế nào rồi thì bà mới thở phào. Nãy giờ bà lo là vì hiểu nhầm, cứ tưởng rằng chồng mình đòi xuất gia. Chúng tôi cúng vái chào sư phụ và đem cúng phẩm lên chánh điện, nhất tề bái Phật. Tối hôm đó chúng tôi ngủ tại phòng chiêu đãi khách nằm ở ngoài chùa. Hơn nửa năm rối ren, cuối cùng bác sĩ Hoàng đã ngủ được bình an. Hiện giờ bác sĩ Hoàng đang tập tu rất tinh tấn, siêng năng. Xưa nay bản chất ông vốn ít nói, nhưng khi nghe mọi người tán dương mình, mặt ông tươi lên, hớn hở bảo: "Đây là nhờ tôi nhân quả mà được phúc đó nha." Vị bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng là nạn nhân và trực tiếp nếm qua chứng bệnh kỳ quái mà y học vô phương cứu chữa,
chính nhờ sự trợ giúp của bậc cao tăng đắc đạo mà cha ông được tiêu trừ túc nghiệp, và ông có thể bén duyên sâu với Phật môn như hiện nay. Ha ha ha, 问三摩地娑。